tìm vị trí mà lực điện tác dụng lên những quy 3 cân bằng. Ai giúp tôi bài này với được không? Tôi chết mất thôi. Ok, hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn một cái mẹo để xác định những vị trí mà tác đó lực điện hoặc vector của hiện trường cân bằng. Đối với bài toán này chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường 1, nếu Q1 nhân Q2 lớn hơn 0, tức là hai điện tích cùng giấu với nhau, thì vị trí mà lực điện hoặc vector cường độ hiện trường triệt tiêu sẽ nằm ở trong đoạn thẳng AB. Còn trường thứ hai, nếu Q1 nhân Q2 nhỏ hơn 0, tức là hai điện tích tràn dầu với nhau, thì cái vị trí triệt tiêu sẽ nằm bên ngoài đoạn AB. Nhưng ở đây nằm ngoài thì nằm ngoài về phía B hoặc nằm ngoài phía A, thì bạn phải nhớ cái mẹo đây. Nếu độ lớn Q1 nhỏ hơn độ lớn Q2 thì điểm triệt tiêu sẽ nằm về phía A. Còn nếu độ lớn Q2 nhỏ hơn độ lớn Q1 thì vị trí triệt tiêu sẽ nằm về phía B. Chúc các bạn học tốt.